Con khóa sinh nào la yêu mến. Hôm nay cô cùng với phái đoàn đi sang viếng thăm miền đất Phật. Thì ở đây cô đến là một làng nghèo. Thì ở đây các em còn rất là thiếu thốn. Các em đến miếng ăn hàng ngày cũng rất là khó khăn. Quần áo mặc thì lại càng khó. Cô cùng với đoàn đến tặng quà cho các em, tặng cho các em quần áo, tặng cho các em bánh trung thu, rồi tặng cho các em kẹo bánh, gói mì tôm thôi, rất là nhỏ nhưng các em rất là quý. Thế thì cô muốn gửi thông điệp đến cho các con La Hổ La rằng các con hiện nay dù khó khăn đến mấy cũng vẫn đang là hạnh phúc hơn, sung túc hơn các em rất nhiều. Cho nên các con phải cố gắng học tập, cố gắng phải trở thành một người con ngoan, trò giỏi, là một người tốt, để sau này các con lớn lên, các con biết tích cực trong lao động và biết chia sẻ đến những mảnh đời còn rất là khó khăn ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như là ở các nơi trên thế giới nếu các con có duyên nhé. Cô chúc các con luôn luôn chăm ngoan, học giỏi và tinh tấn học Phật. Các con học Phật, các con biết một chút nhân quả rồi, cho nên các con nên nỗ lực làm các việc thiện, tu các cái tâm hiếu, tu các tâm cung kính, vâng lời, hiếu thuận cha mẹ, cung kính vâng lời cha mẹ, cung kính vâng lời thầy cô, chăm ngoan học giỏi, làm các việc thiện, làm các việc ích lợi, như là lời Bác Hồ dạy ấy. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Thêm nữa đó là biết chia sẻ và gắn kết với bạn bè. Đây là lời chào của tiếng Ấn Độ gửi đến các con ấy.